Quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua một ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Bên kia có một dây nữa đúng không? Ôi, cái gì? Cái gai này đâm đau quá. Ui, cái dây này chắc ngắn quá rồi. Không được rồi. Ui, sửa bảo cái lá này ngứa lắm đúng không? Vâng. Cái lá này nữa. Cái lá này nữa à? Chắc như thế là được rồi đấy. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rất là vui mừng cô bác ạ khi mà nắng ngày một càng kéo dài hơn để cho cái công việc mà lấy vật liệu vào cái chỗ nền nhà của ba ông cháu nó dễ dàng hơn với cháu Lực cô bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cùng em Sử sẽ ra sửa một chút cái đoạn đường này cô bác này để ngày mai là sẽ chở được vật liệu vào ấy cô bác. Bây giờ nếu mà không có sửa chỗ này thì sẽ không có lấy được vật liệu vào đâu cô bác ạ. Nào Sử, khanh cho nó ra. Bên dưới tí nhá, lăn rồi. Ôi trời ơi. Nào. Ôi. Có lăn đi xuống mương kia không? Lăn một vòng đấy không chờ. Đi đâu ấy bác? Cái chỗ đoạn đường này nếu mà sửa ấy cô bác thì phải thôn của nhà em Sử là chữa là sửa. Giờ đất thì mình hất xuống hủ luôn đó. Xuống kia thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, người ta không có nói gì đâu. Nhưng mà đang tính xem là có lăn được thêm một vòng nữa không. Nếu mà lăn thì phải kéo góc nó lên trên này, lên trên. Đúng rồi. Anh em mình kéo, anh em mình đợi, kéo ra bên này nhá Sử nhá. Cố gắng với nhá. Cái cây này thì rất là nặng cô bác. Ui rồi. Được rồi. Mọi người đầu đây nhá. Lộn đi, lộn đi. Đây, lộn lộn đậu đây. Đây không rơi thật. Chào quý em. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hai cái chỗ này thì bây giờ cháu Lực với em Sử chỉ có hót ra tầm độ là tầm hơn 1 mét đấy. Cô bác thì xe ô tô thì mới vào được cô bác ạ.
Cái chỗ này mà một tí nữa ba anh em mà làm với cô bác chắc phải được hơn 2 tiếng thì mới xong được. Chắc anh có phải đi lấy cái cuốc về cho nó. Sử thì hôm nay ở nhà làm gì Sử? Nhà phơi thóc thôi ạ. À, phơi thóc này à? Dạ. À. Rơm thì đã đi vác về chưa? À? Rơm đã đi vác về chưa? Chưa. Chưa đâu đúng không? Cái ông chú ở trên kia có nói gì không? Không ạ. Cái ông chú mà bảo không cho lấy vật liệu vào ấy. Không ạ. Hôm nọ anh đi vào nhà ông chú nhưng mà không có gặp ấy. Hôm nọ thì cái chỗ này sạt thì cô bác thì cũng đã được được gần 1 tháng rồi đấy. Nhưng mà do là bên trên thôn của Sử ấy đang là vào mùa gặt ấy, thành ra là bà con không có sửa được, người ta chỉ có sửa vừa một cái đường xe máy người ta đi qua thôi. Cái phần nào mà cháu Lực cùng em Sử là làm được thì là sẽ không có thuê nữa các bác. Nếu mà trong trường hợp mà nó vượt quá cái khả năng của cháu Lực với em Sử thì đến lúc đấy thì chắc là cháu Lực sẽ xin phép quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sẽ trích cái tiền của nhà ba ông cháu ra để xử lý để cho nó nhanh gọn lẹ các bác ạ. Chỗ này phải vòng ra bên kia một tí ấy. Đây, ô tô này thì nó đã gần đến 2 mét rồi. Bây giờ bảo là thôn của Sử ra sửa các bác. Mình cũng không thể trông chờ mãi được vào cả tại vì là bà con cũng có công việc ở trên nhà của bà con đó các bác. Như là Sử hôm nọ bảo cháu Lực cô bác này, cây này thì rất là ngứa đó các bác. Đây, cái cây này, cây mình gọi là cây sơn này, không biết được, không biết là cây này là cây gì, nhưng mà nếu mà mình động vào nó thì nó sẽ tạo ra cho mình thành một cái như kiểu cái mụn khắp người luôn đấy. Cái ống nước này chắc là người ta không lấy nước sửa ạ. Vâng. Mình cứ bỏ ra bỏ gọn cho người ta đây. Tại vì người ta nó bị lấp rồi, thành ra là người ta phải thay thế ở kia rồi. Ui xuê, cứng phết đấy nhở. Vâng. Chỗ này phải có cái xà beng cơ nhỉ? Vâng. Hồi nãy thì hai anh em không có cầm xà beng theo luôn đúng không?
Chứ nào mà mấy anh em mà cuốc hơi xong hết đấy cô bác. Thì trên cái đoạn đường mà đi thì chỗ nào mà bị hỏng thì vừa sửa vừa đi luôn. Đấy. Từ cái chỗ này đến điểm trường thì chỉ nguyên cái chỗ này thôi cô bác, là ô tô không có vào được. Còn là từ điểm trường vào nhà của em Sử thì chỉ dùng xe máy để chở được vật liệu vào thôi. Mình đào dưới hết thì sửa, đào dưới này, xong tí nó tự sạt xuống. Tí mình đẩy cả cái bèo mát rồi. Thế bây giờ thì cháu Lực cũng có bạn Hiệu là đi theo cháu Lực để hai anh em cùng nhau mà phát triển cái kênh YouTube này, để đi giúp đỡ được nhiều cái hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này cô bác. Phải nói là ra là trong thời gian đầu thì mình cháu đi một mình cháu Lực đi thôi, thỉnh thoảng thì em Sử cũng có đi theo anh cháu Lực được một thời gian, nhưng mà do là đến cái mùa gạt của nhà em Sử ấy cô bác, thành ra là em mới không có đi theo cùng với cháu Lực được. Có những lần thì cháu Lực đi đêm ấy cô bác, thì đêm thì có vẻ như một mình đi thì không an toàn mấy, cho nên là bạn Hiệu cũng có cái chung mục đích với cháu Lực rằng là muốn đi góp công sức trên cái con đường thiện nguyện của hai anh em cô bác ạ. Ui, anh đụng phải cái này rồi. Anh đụng phải cây này rồi, không biết là một tí nó có bị sao không. Cái này như ai đụng cũng bị à Sử? Có mọi người bị, mọi người nó tùy từng cơ địa. Nó tùy từng cái cơ địa của mình bị đúng không, loại cây này ấy. Nó tùy từng có người đập lấy củi bình thường mà. Cái này rất là cứng đấy nhở. Bây giờ thì trong lúc mà mấy anh em làm ấy cô bác thì sẽ không có là nói chuyện được với nhau nhiều, tại vì là làm thành ra là mệt quá, thành ra là mấy anh em không có nói chuyện được với nhau nữa. Hay cào cào cho cô đi á. Cào một tí nữa. Rồi.
Sau một quãng thời gian thì ba anh em cũng đã gần khơi ra được một chút, lộ một chút đường rồi các bác. Như vậy cái chỗ góc bên này thì bây giờ sẽ ô tô là sẽ đi qua được rồi. Còn ở góc bên dưới một chút nữa thôi. Sử thấy gì chứ? À? Thấy gì? Thấy gì? Thấy gì? Bây giờ mình đang thấy gì trong người mình? Hả? Có thấy mệt không? Có. Đấy, anh hỏi là thấy gì thấy mệt. Đây, ở đây thì vừa sửa đường để lấy vật liệu được vào nhà em sử, và vừa sửa đường để cho bà con chở những cái đồ mà nó dài ra đi nó dễ hơn cô bác. Một công hai việc luôn cô bác ạ. Ôi, không được đâu. Này bây giờ thì phải đến đây ấy. Trong cái thời gian qua mà cháu được chia sẻ về cái hoàn cảnh của ba ông cháu lên, thì cô bác có theo dõi được những thước phim mà cháu được chia sẻ lên thì cũng đã biết là cái tâm huyết của cháu Lực đặt vào cái ngôi nhà của ba ông cháu là bao nhiêu cô bác. Thì lớp hết cái cây này đi, mai người ta hỏi vào cái cây này đi đâu rồi. Nhìn thế cũng lắm đất lắm đấy nhở. Người ta bảo đất là nếu mà mình chưa đào thì nó là 3 phần, mình đào ra thì nó là 7 phần. Bây giờ thì anh em mình cố gắng là nốt cái chỗ này tầm một chút thôi. Được làm 3 phần thì ba anh em đã đào đi là được hơn 2 phần thôi quá. Bây giờ thì còn là 0,5 phần nữa thôi thì là cũng xong rồi các bác ạ. Hay một tí nữa thì anh em sẽ di chuyển tiếp tục là lên trên nhà của
đoạn đường mà đi xe máy vào các bác, hỏng thế nào thì anh em sẽ sửa cho đấy nữa luôn. Sao tí lâu nào ra đây nào. Ôi, từ từ nha chú nha, từ từ nha. Từ nha. Thôi đi đi chú. Thấy bà con thì thấy ba anh em là sửa cái đường đó các bác. Đi qua thì gật đầu một cái. Và kèm theo đó là trên môi có một cái nụ cười nữa. Ôi anh ra đây. Dừng dừng ra anh. Dừng ra. Làm ra. Mua anh bị làm sao ấy? Bị đau thôi mà. Bị đau á? À? Ôi bị cái gì mà như biết như đâu. Có biết đâu. Ôi. Tự nhiên nó lại đau chứ. Vợ cắn à? Thôn này, chỗ này là thôn anh sửa đúng không? Thôn chỗ này là thôn của anh sửa đúng không? Thế chơi sửa anh? Biết đâu, phải là trưởng thôn mới biết đúng không? Nói em bảo anh trưởng thôn, anh trưởng thôn bảo là hôm nay bà con đang gặt đấy. Ừ, thì ra là không có sửa được. Đây bây giờ thì sửa trong chỗ này một tí nữa thì là ô tô đi qua được rồi đúng không anh? Sửa xong là chở các thứ lên à? Vâng, anh xuống dưới mua nước lên lên nhá. Có tiền đâu. Dạ. Có tiền hết cơ. Bây giờ đi. Cái ống là phải ống nở cơ. Anh thấy bọn em đào nó toát mồ hôi, chảy hết cả mồ hôi ra thì mua nước lên bồi dưỡng ba anh em đi. Dạ. Mấy chỗ này rồi mà. Vâng, mấy chỗ này rồi anh. Thế nào là thử. Để ta khối này cái gì tôi nó sợ. Anh có lên anh có lên đây nhanh không? Có lên nhanh à. Bây giờ lên luôn à? Tí nữa mới lên cơ. Ui giời. Thế không bây giờ gửi tiền anh đi mua nước thì tí lại lâu quá. Bây giờ gần xong mà ký cùng số. À ok anh. Đấy ký ba người cùng số uống. Ok anh. Vâng vâng anh. Rồi, tầm á? Ủa, tà đàn khó lộn mà. Vô mít bái á, chôn. Nên à? Lán, vừa khâu ở đây chứ ạ, in ngang á. Ê, ngại anh không dám lên à? Hả? À? Ô, anh đẩy đi cho không? À, thật ra các bạn ở trên vùng cao các bác rất là ngại. À, năm nay chắc cũng chỉ rơi vào tầm 15-16 tuổi thôi. Nhưng mà đã biết đi xe được các bác này. Thế hầu như là các bạn ở trên này không có ai đội mũ bao nhiêu. Cho là nhiều các bác ạ. Hầu như là đi đầu trần lên thôi. Khi mà các bạn ấy bị công an bắt rồi thì lúc đấy mới sợ. Sự sắp đủ tuổi làm băng xe rồi nhỉ? Sắp đủ tuổi làm băng xe rồi nhỉ? Thế là sắp đi làm băng xe rồi cái sự ấy. Thế bây giờ đi làm bằng xe thì cũng rất là khó các bác. Không phải làm ở huyện Sáu Lực nữa đâu, mà là đi huyện khác để mình làm ấy. Có khi thì mình phải đi ra thành phố làm. Còn là thành phố thì cách cái chỗ mà Sáu Lực đang ở thì là hơn 100 cây các bác. 100 cây đi được 3 tiếng đồng hồ các bác ạ. Có lần Sáu Lực đi là Sáu Lực đã để ý cái đồng hồ rằng, để ý cái đồng hồ rồi. Đào đến cái cục này là được rồi. Cái này rộng mà. Đào đến cùng này là được rồi. Này thì mình hất đất ra đây này, có đường này. Chỗ này không có vấn đề gì đâu mà. Mình không phải hất đi xuống cái gió, mình hất vào cái tả ly của nó là được rồi. Anh đi đi anh.
Ui, khỏe đấy, tuổi 17 bẻ cái xương trâu đấy, đừng có đùa. Riêng giờ cho xử, riêng giờ mà trâu mà nó bướng bướng, xử bẻ phát gáy đôi sừng luôn đấy. Gáy không? Không. Hay là không chơi lại với xương trâu đâu? Trâu to đấy. Trâu to đấy. Hất xuống dốc cho đỡ mệt tí. Cuốc thì mấy anh em cuốc của bác, rồi chúng phải đá thì phải sửa liên tục. Đi đâu không đây chú? Chú con cháu sửa đường à? Con cháu sửa đường một tí. Hai tình yêu này không đội mũ bảo hiểm à? Hả? Anh thấy công an bắt bây giờ ấy. Đùa đâu. Chắc chỉ có đang học lớp 9 thôi các bác ạ. Như vậy thì cũng sắp xong rồi các bác ạ. Như này thì ô tô đi qua thì quá là thoải mái rồi. Thế thôi, như vậy là xong rồi cô bác. Ô, anh ấy về luôn đây này. Về luôn rồi. Thấy cái chỗ này thì bây giờ là vừa ô tô đi qua rồi cô bác này. Vừa rồi thì mấy anh em đào đến tận đây này. Hơn 1 mét rồi cô bác. Hơn 1 mét đất để hất đi ra ngoài. Đi ra ngoài kia. Chỗ này có cần bật thêm tí không nhỉ? Thế đủ rồi. Đủ rồi đúng không? Thấy cái góc bên này thì cũng đủ rồi cô bác. Chỉ sợ vừa nãy chỉ lo mới chỗ là ở bên này cho cô bác này. Ở bên này thì vừa rồi hẹp rất là nhiều. Vừa rồi thì chỉ đến đây thôi. Thấy đường xe máy người ta đi chỉ đến đây, đi qua kia thôi. Vừa rồi mình bảo anh kia đi mua nước thì giờ đã được uống rồi nhỉ? Vâng. Bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ tiếp tục là di chuyển lên trên cái chỗ đoạn đường, cứ đi đường xem mà chỗ nào mà cần hot thì mình sẽ hot chỗ đấy cô bác. Bây giờ chỉ có một điều là từ trên nhà, từ trên điểm trường đi vào nhà của bác cháu thôi. Vừa rồi thì mấy anh em đã cùng nhau sửa là cái đoạn đường ở dưới kia rồi cô bác. Đấy, khát quá thì em sửa đi mua một ít nước về. Sửa đi uống nước đấy à? Anh em uống một tí nước xong là đi vào chỗ này xem chỗ nào đoạn nào cần sửa nữa, anh em mình sửa nốt nhỉ. Làm tí ngụm nước, có mấy vài cái viên thạch nữa. Vừa chống đói luôn.
cảm giác như là lao động biệt mệt đấy cô bác, thì ăn uống cái gì nó rất là ngon. Sao lại có một chỗ cảnh đẹp thế này? Cái khu vực ở điểm trường này thì trước hỏi nhá, không có chỗ nào để mà người ta bán luôn nhá. Cái chỗ này thì bên này thì sau này người ta sẽ xây một cái nhà văn hóa ở đây sao á. Hôm nọ cái anh trưởng thôn cái bảo với cháu Lực rằng cô bác bên này sẽ là xây một cái nhà văn hóa, có thể là người ta sẽ xây thêm một cái điểm trường nữa. Nếu mà như mà đợt nọ mua được đất ở chỗ này thì từ đây đi vào nhà, cái chỗ nền nhà của ba ông cháu ấy cô bác, thì cũng đi vào tầm 3 đến 4 cây cô bác. Nhưng mà nếu mà ở bên này thì người ta bán cũng chỉ có bán là nguyên cái chỗ mà đất để cho mình làm nhà thôi, chứ người ta cũng không có bán nhiều đất. Thành ra là nếu mà bây giờ mình mua đất ấy, thì mình còn phải mua thêm, là thứ nhất là thêm cái chuồng trại nữa, nhân là phải cũng phải làm thêm một cái vườn rau nhỏ nữa thì mới có rau để mà mình ăn hàng ngày được. Chứ không mà lại từ bên này sang bên kia lấy rau về, hay là chở phân từ bên kia sang bên này thì nó cũng đi rất là xa đúng không? Đi như thế thì nó cũng rất là tốn xăng ấy, chở đi chở lại ấy. Bây giờ thì thời gian này thì có thể là vất vả một chút là cái khâu mà lấy vật liệu vào đâu bác. Nhưng nếu mà lấy vật liệu vào thì ra bên kia thì mọi cái thì nó cũng rất là tốt cho các em rồi. Còn sau này cái đường này đi vào nhà của ba ông cháu ấy thì chắc chắn là bên chính quyền người ta sẽ đổ cái đường, một cái đường bê tông để mà đi vào ấy cô bác. Ở bên kia thì không phải là có một hay là ba hộ dân gì cả, mà có tầm 7-8 hộ dân đúng không? Vâng. Đấy cũng có rất là nhiều hộ á. Uống nước xong thì mấy anh em mình lại tiếp tục đi nhỉ. Vâng. Xem là chỗ nào để mà sửa đường nữa. Còn là như vật liệu chỉ có lấy được vào đến đây thôi. Hay ở đây thì nếu mà mình chưa có chở hết vào ấy thì buổi tối mình phải ra đây mình trực trông ấy. Vâng. Ở đây có sợ người ta lấy không? Chưa biết ạ. Cũng không biết trước được điều gì đúng không? Vâng. Ừ. Thì có khi người ta thấy nhiều quá thì trong lương tâm của người ta lại nổi thêm một cái lòng tham nào đấy cô bác. Thì mình không có thể nói trước được cái điều gì cả. Thì mình cứ đề phòng hơn cho nó chắc cô bác ạ. Đấy, buổi tối thì có thể là mấy anh em sẽ lên đây cùng nó trông cái vật liệu luôn. Trong bao giờ mà lấy ra bên kia hết để mà bàn giao cho đội thợ thì lúc đấy thì yên tâm rồi cô bác. Như có thể là cô bác theo dõi những cái thức phim mà hôm nọ các anh thợ cùng cháu Lực lên và xem cái chỗ nền nhà của bác, thì các anh thợ đấy là cái anh gọi là cái thợ chính của cái anh mà cháu Lực làm, anh Xí mà cháu Lực làm hợp đồng của bác. Anh Xí thì chuyên gia là cung cấp vật liệu này, chuyên gia thầu những công trình này các bác. Hầu như là ở trên xá này thì là đều là anh ấy nhận chở vật liệu và nhận thầu hết thôi các bác ạ. Đấy, cũng phải nói là anh Xí cũng là một người mà được ở trên này bà con người ta tin tưởng rồi, thành ra là được rất là nhiều người giới thiệu cho cháu Lực, thì cháu Lực mới quyết định là tìm và nói chuyện với anh Xí để cho hai anh em làm sao mà đưa ra một cái mức giá mà nó hợp lý nhất để làm cho nhà ba ông cháu của bác ạ. Có thể là sẽ có đội thợ này sẽ đắt hơn đội thợ bên kia, tại vì rằng là đội thợ bên kia thì là người ta đã là có thương hiệu sẵn rồi, thành ra là cái công người ta trả cho cái các anh thợ chính ấy, nó sẽ rất là cao, thành ra là nó sẽ bị cao ở cái phần chi phí để mà mình xây dựng ấy cô bác. Thì bây giờ bảo là mình tìm đội thợ nào mà nó rẻ các bác, thì điều đấy thì rẻ quá thì cũng không có được, sợ rằng là người ta cái tay nghề người ta không có được chắc chắn cho lắm ấy cô bác, thì cũng rất là sợ cái điều này. Ấy ở đây thì đội thợ mà cháu Lực chọn đấy các bác thì cái thương hiệu của anh nhà sĩ thì không có phải là vươn tầm gọi là đi xa quá, thì anh ấy đưa ra một cái mức giá như vậy và cháu Lực cũng đã nói lại với bạn Trình rồi, thì hai anh em cũng đã thống nhất với nhau thì là cái mức đấy thì là bây giờ cũng là hợp lý rồi cô bác ạ.
Còn là bây giờ thì mấy anh em uống nước rồi nha. Mình cũng uống nước từ nãy đến giờ ấy rồi nhỉ. Anh có thể là cháu Lực nói đi nói lại thành ra là rất là nhiều lần các bác. Cháu Lực cũng đọc trên bình luận thì cũng được rất là nhiều các bác anh chị là nhắc cháu Lực rồi. Thì cháu Lực cũng đang cố gắng là sửa cái điều này. Trong thời gian qua thì nói là cháu Lực cũng mới bắt đầu làm cái công việc thiện nguyện như này các bác này. Thì có rất là nhiều điều sai sót thì cũng được rất là nhiều cô bác anh chị là nhắc nhở cho cháu Lực. Và dần dần thì cháu Lực sẽ khắc phục cái điều đấy cô bác. Trước khi mà vừa mới làm nghề YouTube đấy cô bác thì cháu Lực nói chuyện là rất là nhanh. Có những câu thì có thể cảm giác như là cô bác không có thể nghe được. Nhưng mà sau một cái quá trình thời gian được cô bác anh chị nhắc cháu Lực nhiều thì cháu Lực không dám chắc là bây giờ bản thân của cháu Lực đã hoàn toàn là sửa được cái điều đấy như các bác. Nhưng mà cháu Lực cũng đã sửa được một phần nào đấy rồi các bác. Phải nói là cháu Lực biết ơn các bác anh chị rất là nhiều. Và tất cả các khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em đã luôn luôn đóng góp những ý kiến cho cháu Lực để cho cháu Lực được hoàn thiện cái bản thân của mình tốt hơn các bác. Vừa rồi thì hai anh em, vừa rồi thì ba anh em cũng vừa mới uống nước xong rồi các bác. Bây giờ thì đi xem cái đoạn nào mà hỏng thì anh em sẽ sửa ở cái đoạn đấy tiếp các bác. Không phải thanh niên này đi chở rơm hay sao nhỉ? Đi chở rơm à? Đây, đoạn đường này thì nếu mà khô ráo như này các bác thì bà con ở đây đang vẫn còn vận chuyển rơm mà vận chuyển bó rất là to nữa các bác nhá. Cái đường rất là khô ráo này các bác này. Nhưng cái đoạn này thì không có vấn đề gì cả. Cái chỗ này thì chắc là hàng xóm có sửa ấy, là chở rơm đi qua ấy, thành ra là chắc là cũng sửa hay sửa chứ nhỉ. Mấy hôm nay thì nắng rất là đẹp các bác ạ. Cái đoạn này thì nếu mà trời mưa các bác thì nó cũng không có trơn mấy đâu. Từ cái chỗ mà cháu Lực hay ghi hình các bác thì cái đoạn đấy mới là đoạn trơn nhất. Sử cái đường bê tông nhỏ nhỏ này thì là bà con tự góp nhau tiền đổ đổ à? Vâng. Em có góp không trước đây? Chơi chắc là xá cho thôi. À, lên chỗ này xá cho à? Vâng. À, chỗ đoạn này là khó đi nhất rồi nhỉ? Vâng. Thành ra là xó, thành ra là bên xá người ta cho độ tầm là 1 mét này cô bác này, đổ không biết là chiều dày của nó là bao nhiêu. Nhưng mà đổ xong tầm cái chỗ này thì đường nó cũng rất là đi nó rất là tốt rồi. Thế nếu mà nhà sử mà cứ đổ bê tông, một cái đường bê tông mà nhỏ nhỏ men men đi đi tới nhà của sử kia các bác thì đường nó đi nó sẽ không có bị vất vả nữa thôi. Cái chỗ này thì nếu mà để mà xe đầu kéo ấy, chỗ này là đi được đấy các bác. Nhưng cái chỗ này thì mình không cần phải sửa này. Đó là xe kia kéo thì kéo được mà lúc trước kéo cả cột điện lên. Cột điện á? À. À, cái xe mà người ta dùng để kéo gỗ đúng không? À. Ô, chỗ này có một lỗ sụp ghê thế này. Chỗ này trâu ấy nhở? Trâu. À, trước kia là người ta kéo cái cột điện này cô bác này, người ta dùng cái như là cái xe, cái loại xe mà nó diễn tả như nào nhỉ? Cái xe người ta dùng để kéo gỗ ấy các bác, kéo lên. Đấy, như nếu mà rộng như chỗ này thì loại xe cống nong kia có thể đi được chỗ này các bác này.
Thế nhưng mà có chỗ thì đào đào rất là to, nhưng mà có chỗ thì chắc là dân người ta không đồng ý để cho để hiến đất, thành ra là không có đào được to này. Nắng được 2 hôm thì đường rất là khô luôn rồi. Chỗ khó nhất là cái chỗ này này cô bác này. Cái chỗ này nếu mà mưa về thì là bị kẹt bánh xe ở đây luôn. Nó tạo thành một cái khe rất là lớn ở đây này. Đấy. Chỗ này thì bà con chở rơm các bác. Thành ra là người ta cũng sửa trước hết rồi. Đây bây giờ thì cháu Lực với em xử là chỉ có đi theo chỗ nào xem là nó bị xấu quá thì thành ra là hai anh em sẽ sửa thêm. Hay ở đây thì phạt ai chặt quá hết rồi. Cái đường này thì rất là may là bà con chở rơm ấy thì cũng đã sửa rồi. Hay bây giờ thì bà con chở được rơm vào thì chẳng lẽ là mình không có chở được thêm vật liệu vào nữa thì nó cũng rất là vô lý của bác này nhỉ. Bây giờ chỉ cần là thời tiết ủng hộ độ tầm là 1 tháng thôi. Chỉ cần là thời tiết ủng hộ độ tầm 1-2 tuần để lấy vật liệu vào nhà của em xử hết rồi. Thì không có sợ mưa đâu các bác. Má. Hả? Chìa khóa lại xây cái đó. Hai anh em cứ vừa đi thì xem chỗ nào mà cần sửa hai anh em sẽ vừa sửa đúng không bác? Ôi chị gái đi đâu ấy? Từ cái đoạn này đi thì hầu như là không phải sửa nhiều nữa em cô bác này. Chỗ đây có một rãnh nước hay sao nhỉ? Vâng. Ôi cái quả này quả gì đấy, xử biết không? Hả? Biết ạ. Đây, ở trên mùa này thì đi vào rừng cô bác hay có những cái quả mà tím tím rất là đẹp này cô bác này. Cái quả này thì hầu như là không có ăn được cô bác. Hả? Có rất là nhiều luôn cô bác này. Thành lại thành chúm này. Dạ không? Không biết là cái quả gì, cháu được gọi là cái quả dại đâu cô bác ạ. Trước kia người ta vận chuyển được những cái cột điện này ra đến tận đây này cô bác này thì cũng không phải là một cái quá trình mà đơn giản đâu. Cột điện này thì người ta là đổ từ dưới kia sắn rồi, xong là mình chỉ cần kéo về là để lắp thôi cô bác. Hay ở đây thì cũng được bà con là người ta sửa hết rồi cô bác. Thành ra là không có phải sửa nhiều nữa. Ôi trâu của nhà ai đây này? Sao giống trâu của nhà Sử đấy?
Phải đấy. Phải không? À, thanh niên chăn trâu à? Vâng. Chỗ này thì có cỏ gì đâu. À, trên này à? Đây, cái chỗ này thì có nước này cô bác này. Có nước nguồn nó chảy từ dưới kia xuống. Đường vào nhà của ba ông cháu của bác thì cũng rất là rộng rồi, nhưng mà mỗi tội là chưa có được đổ bê tông thôi, thành ra là những lúc mà sau những cơn mưa ấy các bác, sau những cái cơn mưa đấy thì thành ra là đi rất là khó, nó tạo thành một cái khe rất là lớn. Đây, ở đây thì có một cái dòng suối rất là lớn đấy các bác này, cái dòng suối ở trên này. Cái dòng suối ở trên này thì là hoàn toàn là nước bằng nước sạch này các bác này. Đấy. Cái chỗ mà nhà của các em ấy có nước ấy các bác thì chắc là bị dò từ trên này xuống thôi. Cái chỗ này thì chắc phải sửa ấy, sửa nhờ. Cái chỗ này thì sửa thêm chỗ này một tí nữa để lúc nào mà nó khô ấy, cái đất của nó khô rồi thì mình mới. Chỗ này thì mình cũng sửa rất là nhiều lần rồi nhỉ? Vâng. Đấy, cứ đào đất cho nó đi vào cái khe mà nó bị sâu sâu các bác, cho nó khô đi. Ôi. Ôi, sắp trẹo chân rồi. Ui, chỗ này phải cuốc à? Đơn đá thôi. Chỗ này phải cuốc đi. Sau một thời gian mà cầm cuốc thì phải nói là nó phồng hết cả tay lên rồi các bác này. Nhưng kiểu nổi cái mụn nước của nó lên. Vậy thì ok đúng không? Vâng. Ồ. Dạ. Vừa bảo gì á? Hả? Hả? Bảo gì? Hơi hắc à? Bảo là sợi đèn chỉ cáp phải không?
Đây, sau một cái quãng thời gian mà hai anh em vừa đi vừa sửa các bác, thì bây giờ cũng đã đến cái nền nhà của ba ông cháu rồi các bác ạ. Ở đây thì lúc mà cháu Lực lấy vật liệu vào đây thì các anh thợ sẽ vào đây là chuẩn bị cái chỗ, cái lán ấy, để cho các anh thợ, để anh ấy ngủ đây luôn. Còn như hôm trước thì cháu Lực cũng có nói lên rằng là cái phần nền nhà của các em, các bác, thì cái bản vẽ của các em là sẽ như thế nào. Đây thì là cái hướng cửa chính của nhà các em, thì sẽ đi vào cái hướng mà bụi tre kia các bác này. Thế còn ở phần phía bên này thì sau này sẽ làm cái công trình phụ của các em ở đây. Thì cháu Lực cũng nghe theo ý kiến của các mạnh thường quân rằng là cho một cái cửa phụ ấy lọt từ bên hông nhà vào đây các bác. Ở cái phần hông nhà này vào thì lại sẽ là cửa phụ các bác nhé. Còn cái cửa chính thì là sẽ ở bên này các bác này. Thấy cái chỗ chân của em Sử là đang ở hiện tại này các bác này. Đấy là cái cửa chính. Còn cái phòng ngủ của các em thì sẽ ra hướng bên kia. Đấy, ở đây thì cái đất ở này thì cháu Lực sẽ là hiện tại thì chưa có đào mà để đi xuống dưới các bác. Sau này người ta mà đào cái móng lên thì lại sẽ cần đất, thì sẽ khơi ở trên kia xuống một chút nữa để lấp vào các bác. Còn như cái chỗ để vật liệu với lại để xi với để sỏi thì cháu Lực cũng đã vừa quên Sử là chuẩn bị ra bên kia rồi các bác. Cái để sỏi với lại cắt thì sẽ phải đào một chút để cho đỡ là nó sẽ bị không bị trôi xuống các bác. Còn xi thì dựng lên một cái khung xong là mình để xi ở trên đấy cho nó tránh cái phần đất của nó đi, thì nó sẽ không có bị chết xi các bác. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn cô bác anh chị là đã theo dõi hết cái thước phim hôm nay. Thước phim hôm nay thì hai anh em chỉ có đi sửa đường thôi cô bác ạ, chúng không có cái đề cập tới cái vấn đề gì cả. Và sau ngày mai nữa thì cháu Lực sẽ lấy vật liệu vào là tập kết ở cái điểm trường. Rồi thì có thể là em Sử sẽ lại nhờ thêm bà con xung quanh hàng xóm là ra hộ 1-2 hôm để chở cái vật liệu từ bên điểm trường ra tới nhà của em Sử cô bác. Nếu mà có cô bác anh chị, nếu mà có hàng xóm của em Sử ra hộ thì chắc là độ tầm là 3-4 ngày thì sẽ vận chuyển vẫn hết vật liệu đấy nhở. Đấy, ở đây thì sẽ gồm có cắt, có sỏi này, có xi này và có sắt này. Đấy, trước tiên là cứ có như thế đã. Còn sau này mà hoàn thành cái khung nhà rồi thì lúc đấy mới tiến hành là lấy sắt với lại tôn về. Đấy, xong là người ta sẽ về đo cái cửa của mình, xong là người ta sẽ làm cửa cho mình. Đấy. Còn là cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.